Vậy thì ở đây sẽ là những đối tượng nào nên sử dụng cái biện pháp để đả thông này, máy DS Care của chúng ta đúng không ạ? Đầu tiên nó gì có tác động rất tốt đối với người bị đau nhức khớp. Người hay căng thẳng, áp lực, stress, mất ngủ cũng nên đả thông. Người mắc các chứng bệnh huyết áp thấp, huyết áp cao, rối loạn tiền đình đúng không ạ? Nếu huyết áp thấp thì chúng ta tác động vào gì đường kinh âm nhiều thì huyết áp nó sẽ lên. Còn nếu huyết áp cao thì chúng ta phải tác động vào đường kinh dương. Các anh chị nhớ chưa? Và rối loạn tiền đình đúng không ạ? Người thừa cân béo phì có nhu cầu giảm béo, người ít tập thể thao, những người ngồi văn phòng ví dụ như tôi chẳng hạn thì rất nên đả thông kinh lạc chứ không nên một ngày nào đó là sẽ phát hiện ra một đống bệnh luôn đấy, đúng không ạ? Và những người mà ăn nhiều, nạp nhiều chất béo. Khi chúng ta sử dụng cái biện pháp này thì chúng ta gì có thể được ăn uống nó gì nó khá là không phải tự do nhưng ít nhất là không đến nỗi phải phải kiêng khem nhiều quá đúng không ạ? Và những người gì có tiền sử tức là người di chứng và tai biến não rồi ấy, và những người có nguy cơ cũng sử dụng nó đúng không ạ? Người mắc bệnh và đặc biệt những người dị ứng đúng không ạ? Trong này có những đường kinh mà chữa bệnh phong trần đề đay các thứ ấy, đó chính là gì người bị dị ứng thì sử dụng những đường kinh đấy đúng không ạ? Người bị đau viêm các dây thần kinh, người ý vận động, người ốm dậy sau một tuần nhé, trong vòng một tuần sau ốm thì làm sao thể dịch, đặc biệt người ta ấy là gì thiếu máu và thể dịch trong người ta thiếu nước, người ta mất nước và rối loạn điện giải rồi thiếu chất, bởi vì một quá trình ốm là gì không ăn uống đầy đủ thì lúc ấy chúng ta cũng chưa sử dụng đả thông bằng biện pháp này cho người ta đâu, đúng không ạ? Bởi vì khi làm sớm quá thì cái bất lợi nó sẽ nhiều hơn là cái lợi, đúng không ạ? Và đương nhiên là những người muốn khỏe đẹp thư giãn và những người muốn kéo dài tuổi thọ đúng không ạ? Vậy thì cụ thể khi chúng ta ứng dụng cái DT này để đả thông kinh lạc thì chúng ta theo các đường kinh chuẩn như thế thì chúng ta sẽ chữa được những căn bệnh như thế này. Rất là nhiều căn bệnh mà cái nhà sản xuất, nhà nghiên cứu người ta đã gì? Đã nghiên cứu ra là chữa được thành công những căn bệnh như thế này. Ví dụ bệnh viêm tiền liệt tuyến này, rồi u xơ tiền liệt tuyến này hoặc là viêm quá sản đang có nguy cơ to thì người ta biết cách thì người ta sử dụng được những cái đường kinh nào thì sẽ chữa được cái bệnh này đúng không ạ? Chứ không mỗi mạch mạch nhâm mạch đốc không thì sẽ không tác động được cái tiền liệt tuyến này đâu ạ. Và cái viêm đại tràng co thắt hẳn là các anh chị đã từng làm rồi thì các anh chị biết cũng rất nhiều người bị cái hội chứng đại kích thích này, đại tràng kích thích này đúng không ạ? Viêm đại tràng cơ năng này nhưng tại sao đả thông kinh mạch mà vẫn thì không hiệu quả mới, bởi chúng ta gì phải ứng dụng theo đường kinh thì nó tác động rất là nhanh, hoặc u xơ tuyến vú, u xơ tử cung chẳng hạn thì mình tác động theo đúng cái đường kinh của nó. Ngoài ra đây là những cái căn bệnh mà gì ạ? Không cần theo đường kinh nha, kích thích cơ trong các chứng bại liệt, kích thích cơ kéo giãn cơ, đau bụng kinh, tắc tia sữa đúng không ạ? Thì những cái này là gì chúng ta chỉ cần dùng ở những cái nơi mà cần dùng, ví dụ bại liệt teo cơ ở đâu chúng ta có thể gì đả thông cái gì mạch nhâm mạch đốc xong bắt đầu tác động ngay cái vùng đấy cũng là đạt hiệu quả rồi. Còn nếu theo được đường kinh nữa thì càng tốt, nhưng riêng qua nghiên cứu thì và qua thực tế sử dụng thì những nhà sản xuất người ta nhận thấy rằng là DDSK cực kỳ hiệu quả, tức là đặc biệt hiệu quả đối với những trường hợp như thế này. Thì những trường hợp này các anh chị nhận ngay mà chữa đúng không? Đặc biệt hiệu quả khi mà chúng ta lại sử dụng với kèm theo sản phẩm của chúng ta nữa đúng không ạ?